Thật ra là đi khách sạn thì bắt đầu là con cũng có giảm mấy lần, con thú nhận luôn, con cũng giảm mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi khó chịu, thế là con quyết định giảm thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Cũng không chịu. Tự nhiên đó là hai đứa con đi xuống để xe đi về, thấy chồng con nói kìa, con bé chưa quen quá. Cái con cũng nói cái hai đứa con sầm sì, con kia nó quay lại nó thấy. Cái hai đứa con gái con chạy lại, đi đâu đây, đi đâu đây. Tay mắt mặt mừng làm gần vậy đó. Cũng đi khách sạn luôn. Trời ơi, cô chú biết không, con hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén lén nhiều, còn tay mắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi. Kỳ lắm luôn, mặt được. Chào, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi mời hai bé. Trẻ trung quá. Rồi mời hai bé giới thiệu về mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Ngọc Dung. Thì năm nay con 27 tuổi và hiện tại là tụi con đang kinh doanh online. Con chào chú Thuận, chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Duy Thanh. Thì năm nay con 26 tuổi. Thì con cùng vợ cũng đang kinh doanh online tự do. Tụi con kinh doanh về cái mặt hàng nào, bật mí xíu đi. Hiện tại là chắc mặt hàng thời trang tụi con đang hướng tới mặt hàng thời trang unisex nam nữ. Ủa nhưng mà hai đứa coi như là chắc có lẽ là chú đoán nha, chắc là quen nhau trên mạng đúng không? Có thể là trước đây để tình đạo mà đừng đoán nữa mà. Bây giờ làm ông mụ thôi. Để cho linh á. Rồi dạ thôi, nói đi. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào, kể chú nghe coi. Dạ, thật sự thì tụi con á là có gặp nhau ở trong một cái buổi trại tòng quân ở trên quận. Trại tòng quân, chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân biết cái trại tòng quân không nè? Cái trại là để tiện mấy anh trung, lính lên đường nhập ngũ. Tập trung biệt. Lính đúng rồi. Ủa, tụi con ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, tụi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy nào? Tụi con ở quận Bình Tân. Vậy là gặp nhau ở trại tòng quân quận Bình Tân. Dạ. Đúng không? Dạ. Thời điểm đó là hai đứa con lên để hỗ trợ cho phường dựng trại cho mấy anh ở. Dạ, thì cái cũng có gặp nhau nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì hết đó cô Vân ơi. Tại vì đến mãi sau này khi mà tụi con cùng tham gia xong rồi giữ cái chức vụ đó là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường, xong rồi tham gia nghi thức hội của phường của quận đầu đó thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, xong mới bắt đầu thấy là ok thì cái đó là còn con đâu đứa nào có chức có quyền, một con hai đứa phó chủ tịch nè, phó tịch dạ, làm đây có chức có quyền. Dạ hai đứa con cùng nhận chức đó luôn. Chức phó luôn. Luôn. Vậy là luôn. Thường là người ta hai ba phó đúng rồi, thường sẽ là hai phó. Bây giờ chú nói là cái lần đầu tiên á là hai đứa gặp nhau giáp mí nhau trong cái hội tòng quân. Con là không ấn tượng gì ông này. Nhưng mà con thì sao? Con cũng vậy luôn. Cô bé xinh đẹp như này mà không ấn tượng gì ta sao? Ta nói là ta không ấn tượng đến khi nào ta có chức có quyền. Bắt đầu lúc đó người ta nói chuyện với nhau nhiều. Thì lúc đó người ta mới có ấn tượng. Tức là có chức quyền rồi. Đúng rồi. Hai gặp đứa, nhau để tham mưu nhau. Hai đứa đều là phó. Cho nên là phải bàn bạc. Phải đưa ra đường đi nước bước sắp lược như thế nào. Đó đúng không? Tại cô Hồng Vân với chú không biết sao, tại vì cái hôm đó là cũng rất là nhiều người. Đâm ra tụi con cũng có sẵn những cái công việc riêng rồi. Lo công việc giống... Rồi bây giờ tụi đến con... khi tụi con có chức quyền. Dạ. Rồi tụi con có nhiều cơ hội để gặp nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó hai đứa nói chuyện gì? Hai đứa con bắt tay nhau hợp tác vui vẻ. Lúc đó là con bắt như nè. Hợp tác vui vẻ lúc đó cũng chỉ là biết nhau sơ sơ thôi. Cái lúc mà chạm vào nhau thì có điện giật không? Lúc đó cũng chưa. Cũng chưa luôn. Bây giờ giống như chị với em nè, cùng làm MC của cái vợ chồng son nè, chạm tay nhau sao? Có điện không? Em nghĩ là không có gì đâu, nhưng thì mà tụi nó là trẻ. Rồi sao rồi đến khi nào mới có cảm tình? Rồi hai đứa gặp nhau thường nói về chuyện gì? Đúng rồi. Hợp gu nhau ở điều gì? Đó. Nói cô nghe coi. Này, tụi con mỗi lần gặp nhau thì hay lầy lầy với lại tụi con hợp trong mấy cái chuyện mà nói chuyện 18 cộng rồi đó, cô nhớ chứ. Ai là người nói trước? Dạ hai đứa cùng nói. Con nói tới đâu là bạn bắt nhịp tới đó. Rồi đến khi nào con muốn có cảm tình với cô bé này? Dạ thực sự là cái lúc mà sau khi mà nhận cái chức đó xong thì một thời gian sau thì tụi con có tham gia một cái nghi thức hội là tụi con là phải đi huấn luyện cùng nhau á, là để đi thi, thì tụi con bắt đầu mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Sau đó cái dẫn nhau nhiều hơn thì từ lúc đó là bắt đầu con mới có cảm tình. Xong rồi từ một cái câu chuyện đó là dẫn đến một cái câu chuyện là tụi con đi Vũng Tàu. Vô tình hôm đó là tụi con cùng hẹn một với nhóm bạn nữa là cũng đi Vũng Tàu luôn. Thì trong chuyến đi Vũng Tàu đó là nảy sinh từ đó là tụi con bắt đầu bên này thích bên này và bên này cũng bắt đầu thích bên này. Đi xe máy hay đi xe hơi? Dạ đi xe máy. Là con chở bé này? Dạ không, lúc đó là con chở một người khác. Là đi nguyên nhóm thì con chở khác. Cũng định chở con đó nhưng mà bị dướng nên là không có chở con được. Rồi tối đó coi lại không? Dạ có. Nói chung là hôm đó tụi con cũng ở tập thể. Thì
cũng ăn nhậu sương sương, xong rồi chú biết đó, tối đó thì cũng là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa, nó cũng mãnh liệt lắm. Ủa rồi bị nhóm gì nó đâu? Cũng ở đó luôn, nhưng mà tụi con lén. Lén đi ra biển? Không, tụi con lén ở chó luôn. Lén trong phòng luôn. Chứ là tụi con ở chung tập thể, nhưng mà nó có giường, nó có giường riêng. Cái xong là tụi con... Ủa con bò qua? Con không, mới đầu là con không có bò qua, cái con mới chạy cái nệm xuống dưới. Con gã gã xuống dưới nằm, chạy cũng xuống luôn. Trời ơi. Tại vì là bà có men rồi đúng không? Dạ. Hai đứa có nói chuyện 18 cộng nữa không? Tao lúc rồi mà còn nói cái lúc gì nữa. Nói trước, phải nói trước rồi mới hôn chứ. Ừ, lúc đó nói. Lúc đó không nói ta... lúc đó cũng ngại ngại. Đúng không? Đúng nói sao được. Bà nói được lén mà làm sao mà nói cái gì? Ừ. Dạ. Cái mới đầu thì chú biết con nằm thì cũng ngại ngại, cái con nằm chỉ chạm hai cái đầu vô nhau thôi. Xong nằm hai cái chân như chữ V vậy, mỗi người một nơi, chỉ hai cái đầu chạm nhau thôi. Cái xong biết sao lạnh lạnh quá, cái chua 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 giận trong chăn, cái xong rồi nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Là lối yêu nhau đó. Nụ hôn đầu. Dạ. Đúng không? Dạ. Là... Rồi. Là bắt cả đêm luôn, là... bé nằm ngủ con luôn. Nhưng mà... Nó có bò lên không? Cả đêm luôn, cả đêm. Không, nhưng mà không có gì đâu, tại vì chung mà, chung dạ. Nguyên một cái. Đâu dám làm nhưng đâu. Mà hôm đó sẽ là hôn tình cảm nảy sinh đúng không? Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà sau đó tụi con có công khai không hay là lén lén lúc lúc sợ mắc cỡ? Em nghĩ là tụi bạn nó biết hết chứ chị. Biết không? Dạ không, nó tụi con gian gian díu díu mập mờ. Thường thường là như vậy là đám bạn sẽ biết, nhưng thật sự là lúc con tụi con như vậy là đám bạn hình như cũng không biết. Cũng biết, chị có nên nói chung là cũng có biết nhưng mà không có chắc chắn á. Không, tại vì chắn. Chú nghĩ thì sao mà không biết được. Tự nhiên nghe bé này xuống dưới nệm nằm thì đứa nó mới thấy chứ. Không đó là mẹ, cũng chị... con men rồi chú, ai cũng có men. Ai cũng xỉn rồi. Sáng rồi. Thì sao, sáng bò lên đúng không? Dạ. Bà rồi. Hôm giờ quay lại chuyện đây nè. Lúc nào thì mọi người phát hiện ra hai đứa con yêu nhau? Hai đứa con á thì kiểu yêu rồi, không có tụi con có công khai. Hai đứa nghĩ là mình mà giữ vậy là kín dữ lắm rồi, không ai biết hết. Vậy mà toàn bắt gặp trên đường thôi cô. Trên đường đi là hai đứa đang đi vậy nè, là có đứa nó về là nó nhắn tin xong rồi có đứa chạy lên, rồi tao thấy rồi nha, tao thấy rồi nha, là toàn bị là phát hiện đi chơi không? Thôi đúng không? Dạ. Rồi dạ. Có hồi nào đi khách sạn tiếp nữa không? Nói hỏi thẳng luôn đó, hỏi thẳng luôn á. Bị ai phát hiện lúc đi đó. Vì biết sao, cái dòng đi chơi á, phát hiện còn chối được nha. Nó đâu có nhờ ảnh trở về giùm này cái nọ các thứ. Cái dòng mà lủi lên khách sạn chối thì sao? Có không đúng? Dạ có. Dạ thực ra là đi khách sạn thì mới đầu là con cũng có gạ mấy lần. Con thú nhận luôn, con cũng có gạ mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi khó chịu. Thế là con quyết định gạ thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Cũng không chịu. Nhưng mà không chịu thì thay đại mình thái độ thẳng ra, nhưng mà không nha, nó cứ kiểu đẩy đưa. Xong là díu, lập. Xong rồi lần thứ ba quyết định là chạy vô phòng đuổi vô luôn. Đúng rồi. Đó. Dạ, bà vô đuổi vô luôn. Xong rồi không tao nói gì đâu. Rồi đó chú biết chuyện gì tới này cũng tới. Ủa gặp ai quen không? Cái đó là trong mấy lần sau. Tự nhiên hôm đó là hai đứa con đi xuống đẩy xe đi về. Cái chồng con mới kêu con bé chưa quen quá. Cái con cũng nói cái hai đứa con sầm xì, con kia nó quay lại nó thấy. Cái hai đứa con gái con chạy lại đi đâu đây? Đâu đây? Tay mắt mặt mừng làm rưng rưng với nó luôn. Cũng đi khách sạn luôn. Trời ơi, cô chú biết không? Con hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén lén vậy, còn tay mắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi. Cái này muốn lắm. Quân mặt được. Kiểu không biết sao gặp trong này mà vui dữ vậy. Nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi ba mẹ có biết không? Dạ một thời gian sau cũng khoảng đâu đó khoảng 6-7 tháng gì đó thì lúc đó tụi con cũng bắt đầu công khai thì ba mẹ của hai bên cũng biết. Tụi con cũng lớn rồi đúng dạ. Không? Đúng rồi. Mà ba mẹ có ngăn cản gì không? Dạ không. Nhưng mà cô ơi, hai lần đầu tiên con về ra mắt bên nhà chồng con là con tự chạy xe qua nha cô. Và không có bà chồng con ở đó luôn. Một mình đơn phương đi chiến đấu luôn đó cô đó. Ủa là sao? Là sao? Tại sao vậy? Vậy là mẹ chồng con á là hay tin là anh này có bạn gái. Đó, cái mẹ chồng con kết bạn Facebook với con. Và lúc chưa cưới chồng con là con làm quản lý bên shop mỹ phẩm á. Cái mẹ chồng con cao tay đó, mẹ chồng con nhắn tin là con ơi con mua giùm cô hũ kem này nè kia. Mua xong cái con gọi điện thoại cái kêu rồi con đem qua nhà đi nha. Lúc đó đâu có chồng con ở nhà đâu, con chạy qua. Lúc đó là chồng con đang đi hỗ trợ cho bộ tư lệnh đó, rồi đi hỗ trợ chống dịch đó. Con nghĩ chứ. Con đang trong quân đội là con được điều lên bộ tư lệnh để đi hỗ trợ chống dịch đó. Đúng cái đoạn đó. Dạ. Đi quân sự. Dạ đúng rồi. Lúc mà mẹ gặp con thì thái độ mẹ sao? Dạ. Mẹ con thì kiểu như vui vẻ lắm. Mẹ con vui vẻ rồi cũng hỏi chuyện hai đứa rồi này nọ này kia. Không mà chắc là thấy ok nên là lần thứ hai mẹ con mới mời qua nhà ăn tân gia, là tân gia của nhà anh.
Thì lần thứ hai qua là con với ông này cãi lộn. Nhưng mà con đã lỡ hứa với người lớn, con đâu có thất hứa được. Cái con cũng phải chạy xe qua. Cái con đi lên một cái căn phòng. Trong căn phòng đó là có đầy đủ các bác, các cô, rồi có thầy, rồi có mẹ con nữa. Là một mình con chơi chòi ngồi với là tất cả các bác. Rồi sau đó là hối cưới luôn đúng không? Dạ, cái cũng hỏi thầy, cái thầy mới nói là ngày 8 tháng 10 âm lịch là ngày tốt. Đó, cho hai đứa cưới mà lúc đó là còn có 3 tháng nữa thôi. Sau đó là trong 3 tháng rồi nó có bị trục trặc gì không hay là nó trơn tru? Dạ không, lúc mà tụi con chuẩn bị đám cưới không có trục trặc gì. Nhưng mà lúc mà tại vì tụi con cưới gấp quá, ai cũng đồn là hai đứa con cưới chạy bầu. Xong rồi cưới châu được nghé rồi đủ thứ hết trơn. Mà thực chất là không có đúng không? Dạ đúng rồi, cũng muốn lắm mà nhưng mà chưa có. Bây giờ là cũng chưa có luôn. Dạ giờ tụi con chưa. Không sao đâu, sau chương trình này sẽ bao có. Bao lâu, bao lâu rồi? Dạ tụi con 22 tháng 11 là tụi con được 2 năm rồi đó. Em thấy chị hay không? Hồi đầu thì chị cản em liền, chị không cho em làm ông bói liền. Để chi, để mà bao nhiêu cái linh khí á. Để đến cuối bắt đầu em mới phụt ra, em mới chúc hai bạn này. Hay quá trời, hay luôn. Năm sau là dính bầu. Thôi kệ, từ từ đi. Cái này là cô nói nghiêm túc nha. Dạ. Cô, bữa chú Thuận mới nhắn vô cho tụi cô phải hình như là 2 hay 3 cái tin luôn. Dạ. Là những người mà chú Thuận chúc ở đây nè. Chúc online á. Ca hiếm không đó nghe, ca hiếm muộn á. Mà có bầu. Đẻ con luôn, trời ơi, nhắn tin cảm ơn á, cảm ơn. Dạ. Cái đó là chỉ là một trong số ít những tin thôi. Thì đó thì có những ca mà ca nặng hết nha. Dạ, vậy là tí nữa con phải nhiệt liệt xin. Rồi thôi bây giờ vậy đi vô cái vụ kia đi. Vụ xả ra hết cái vụ mà ở đây hai đứa lấy nhau về. Dạ. Loại tật xấu ra. Bây giờ sao chất chứa trong lòng những điều gì chưa hài lòng về ảnh? Anh có những tật xấu gì kể từ khi mà mình làm vợ anh? Này chắc con có giấy viết không? Để con viết ra một cái sớ nó dài dài. Con nghĩ là con tóm tắt, con bắt đầu nêu cao vai trò phó chủ tịch. Cái đợt đó là mình gạch đầu hàng 1, 2, 3 những cái nặng nề nhất mà những cái mà con mong muốn chồng con phải thay đổi. Nói chung là cứ nói đi khỏi kính thưa. Dạ, vậy chắc là có, con nghĩ là có 4 cái. Đây là cô nói là nóng tính nè. Nóng tính. Bừa bộn nè. Bừa bộn. Hay bạo hành con nè. Chết chà. Rồi một cái nữa là hả, hay thả bom. Bơm là bơm nguyên tử. Trời. Còn không là bơm tiểu liên nha cô nha. Không, xí xí, trong 4 cái tật xấu đó có một cái tật xấu gọi là bạo hành. Là nó như thế nào? Dạy, bạo hành dễ thương hay bạo hành vui vẻ, hay là bạo hành nó có chút bạo lực ở trong đó? Dạ, vui vẻ cũng có, bạo lực cũng có nha chú Thuận. Là nhiều khi con đang ngồi không vậy nè, cái đâu đâu chạy xuống lại bóp vô cái đùi con. Ôi trời ơi, cái con mập này, cái con mập này. Lạ hả, bỏ ra là bầm đùi. Đó là dễ thương mà. Trời ơi, lại nựng con á cô Dân. Xong rồi nhiều khi đang ngồi vậy nè, cái tay chặt vô cái đùi con cái. Cái hỏi, cái con la đau, cái kêu, ai biểu cái đùi em nhiều mỡ chi. Trời ơi, có duyên dễ sợ luôn đó. Vậy đó. Xong bạo rồi trước. Bạo hành mang tính bạo lực, hề hước. Hề hước. Đúng không? Nhưng mà không được duyên lắm. Tại vì phụ nữ người ta mà đã hơi mũm mỉm rồi, người ta rất là ngại cái từ mỡ và li tiết. Đúng không? Xem nhìn chị. Em biết đúng. Đâu chị đâu chị có, là đâu. Bây giờ ngon rồi. Rồi sao nè, ngồi trước khi đi ngủ là lúc nào cũng phải cho con trận vậy đó, giống như là chọc lé xong rồi nhéo đùi nhéo là cho đã cái nương. Nhưng xong rồi mới đi ngủ này, có cãi bã nhau không? Rồi những trận cãi bã về có khi nào mà có đứa bỏ nhà đi không? Đó là vô cái nóng tính chứ không có nghĩa là dạ đúng rồi, rất là nóng tính luôn. Con nhớ con một lần cái anh ảnh bị bệnh thời gian, cô có nghĩa là nếu như mà đã sắp xếp thời gian với ảnh rồi là phải đúng giờ với ảnh nha. Quân đội mà con. Quân đội mà lệch giờ với ảnh là ảnh quạo liền. Mà cái hôm đó là con với ảnh chung là cũng có hẹn trước lại về nhà để nấu đồ ăn, tại vì chiều đó có tiệc. Thì con mới đi về trễ đi mà con quên báo ảnh, cũng lỗi con quên báo ảnh. Xong rồi về cô ơi, cái mặt đùng đùng sát khí vậy đó. Xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ảnh cầm đồ ảnh chọi trước mặt con, ý là ném xuống dưới đất thôi chứ không phải là chọi con. Cái tính con cũng ngang mà, cái con lên con giận đồ con chạy xe về nhà chị con luôn. Đó là lần mà gây nhất mà cô, cái mặt của ổng khó chịu lắm. Mà nhiều lần như vậy không? Không. Có lần đó thôi đó. Đó thôi, ý là những lần trước là tụi con chỉ nói qua nó lại không đến nỗi, nhưng mà cái lần đó là lớn nhất. Là ném đồ. Dạ đúng rồi. Là vợ phải bỏ đi. Rồi bao lâu thì ổng mới qua năn nỉ. Ổng sắp đi về cho vợ. Năn nỉ là ở đây là bố mẹ hai bên là người đứng ra giảng hòa cho tụi con. Lúc bố đó ông không thèm năn nỉ luôn. Giận, lúc đó giận. Mà tụi con đi, nói chung là cũng có một ngày là tụi con giảng hòa về rồi. Tới lúc con về thì lại xin lỗi rồi, con. Phụ huynh giải quyết. Dạ. Rồi con tự về hả? Hay ai rước con về? Con phải tự về á chứ. Rồi tội nghiệp nhỏ. Lúc nào cũng đơn thân độc mã. Tự đi. Đi qua nhà trai hết á. Thì tự đi phải tự về thôi. Sao vậy? Rồi giờ cũng như mà qua thấy vợ rồi mới năn nỉ là xin lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Không được. Dạ.
là cái vụ đó là biến cố lớn thôi đúng không? Dạ, với lại chắc một biến cố lớn là trong hôn nhân của hai đứa con là chắc là hai đứa con bị sảy một em bé. Sảy là do tại sao? Do sức khỏe của con theo như bác sĩ nói là do là cái hai cái phôi nó không có tốt á, nên khi nó gặp nhau thì nó không có thể hoàn thiện được. Nó nên là tụi con bị là tụi con cũng mất một khoảng thời gian khá là dài. Thôi nó không có duyên đó con. Dạ. Không có duyên. Có nghĩa là có nghĩa là cái đó lâu chưa? Cái đó là dạ, chắc lúc mới cưới nhau. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng 2 năm rồi. Dạ. Gần 2 năm rồi đúng không? Dạ. Cái sự cố đó xảy ra cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Ừ. Là cho tới nay vẫn chưa có luôn. Dạ. Tới giờ thì tụi con cũng đi khám thì tụi con nghĩ là tụi con phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn thì mới có để có. Khoan, cái này phải xác định nha. Khi mà con hư đứa đầu tiên đó, dạ, thì là do các con không muốn tiếp, có nghĩa phải giữ một thời gian, dạ, mới có lại, dạ, mới thả đúng không? Dạ. Hay là do các con cũng đã sau đó là các con thả luôn, và cho tới bây giờ thì không có. À dạ không, tụi con giữ, tụi con không thả chứ. Dạ, tụi con giữ, tụi con không thả. À, dạ, tại vì đúng không? Dạ đúng rồi, tụi con muốn sản, tại vì bị như vậy một lần rồi nên là hai đứa con bị xuyên cũng suy sụp tinh thần hơi lớn. Tại vì thấy ông bà cũng rất là vui khi nghe tin hai đứa con cũng rất là thích con nít, tụi con rất là háo hức để chờ đợi cái em bé nó ra đời nhưng mà không giữ được, nên là thành ra là tụi con nói là thôi lần sau mình phải chuẩn bị thật là tư thế thật là sẵn sàng để nó tốt nhất cho em. Con đã chuẩn bị thả cho mọi thứ nó sẵn sàng là bao lâu rồi? À dạ, tên con bắt đầu con đang trong giai đoạn đó luôn rồi đó chú Hận. À, con đang trong giai đoạn này luôn rồi. Thì con cũng hy vọng là tí nữa con có xin nhiệt liệt xin viết của chú Hận để năm sau con được như ý. Nhiệt liệt đó, nhiệt liệt cái gì nó những cái từ đó phó chủ tịch mà nó xài từ đó quen rồi. Không sao. Rồi ok, rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện vui đi. Dạ. Mong muốn là trong bốn cái món đó là chồng con phải thay đổi cái món gì? Dạ thì chắc con chỉ muốn là chồng con là bớt nóng tính lại, tại vì khi là mình nóng tính thì mình sẽ có những cái lời nói hoặc là những cái hành động nó sẽ không hay, nó ảnh hưởng tới mình. Được không? Dạ. Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ tới con, tới con. Tính xấu của vợ con thì như thế này. Có hai cái, một cái thứ nhất là về cái việc mà con nóng tính á, nhiều khi con cũng hay nói ra những cái từ ngữ nó làm tổn thương đến cái người đối phương á. Trong cái lúc đó thì vô tình vợ con cũng sẽ ngang ngược và dựng lên và nói ngược lại con. Thái độ ngược lại với con khiến cho cái mọi chuyện trở nên nó căng thẳng lắm. Thì lúc đó thường tụi con sẽ quyết định là không nói chuyện nhau nữa để cho nó giảm nhiệt xuống, sau đó rồi mới nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cái tính xấu thứ nhất là hay thái độ lắm. Tức là không biết nhịn đó. Dạ, đúng không? Rồi, không dạ, biết nhịn đó mà giờ vợ con nó ngang chức con mà. Con phó nó cũng phó rồi, chừng nào con mà trưởng á nó phó thì con được quyền. Còn cái tật xấu thứ hai là cái lúc mà ngủ á, ngủ dậy thì con gọi dậy bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần dậy là cũng lại khó chịu con nha. Wow. Ngủ đúng rồi, nhưng mà con không hiểu sao luôn, con chị gọi vậy rất nhẹ nhàng, rất là bình thường, em dậy đi là khó chịu con liền, bảo liền. Ngủ giật vậy nè. Mà không phải một hai lần nha, mà gần như mọi lần nào ngủ mà con kêu dậy là cũng vậy, cho nên là con tránh luôn. Đúng không? Trời ơi, mai muốn có con làm sao thì đó. Rồi như vậy là chú đoán nha, chú mạnh dạn chú đoán luôn. Mai muốn có con, cái con là người đi gọi từng người một. Con đó là có hai cái tật xấu đó thôi, thực ra cũng không còn cái gì nữa nha. Mà muốn thay đổi luôn đi con. Thì con cũng không muốn vợ con thay đổi nhiều, chỉ cần là vợ con cố gắng mình giữ sức khỏe để mà cho cái kế hoạch của em bé sau này á, sau những cái biến cố và những cái khó khăn xảy ra thì tụi con cũng quyết định chọn nhau và chọn yêu thương giống như là hai mảnh ghép không thể thiếu vậy đó. Hay quá. Dạ. Nắm tay vợ nói con đó đi. Nói chung là hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên anh. Nhưng mà xin con cho anh tới cuối đời. Yes. Xin con đến cuối đời là nhiều lắm á. Dạ. Nói chung á là đã chọn nhau rồi á thì sóng gió hay là phong ba bão táp gì thì vẫn là chọn nhau đúng không? Cái đó người ta gọi là gì đó Bin? Lựa chọn yêu thương. Chọn yêu thương, được chọn hạnh phúc. Được đúng rồi. Phúc đó. Bây giờ chúng ta không chọn yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, cái vụ nóng tính á, tại vì nếu mà vợ con á đã có một cái dớp ở trong cái việc mà về sức khỏe mà đối với thai kỳ á, thì nếu như mà khi vợ con có bầu á mà vợ con bị những cái cảm xúc á nó bị sốc về cái vấn đề mà nóng tính á, cô chỉ nghĩ là nếu như vợ con trong thời gian mà nếu vợ con có bầu á, hoặc là trước khi có bầu cũng vậy, thì là con cố gắng á, là con tạo một cái không khí xung quanh lúc nào cũng phải yên bình, ấm áp, thì vợ con mới có thể ổn định
cái bào thai này được. Tập từ bây giờ luôn đi. Hai vợ chồng đều phải bớt đi cái điều đó. Ừ. Chồng bớt nóng tính thì vợ nó cũng đâu có cương lại. Đúng rồi. Nó cương với ai bây giờ? Ừ. Đúng không? Để mà chuẩn bị đón em bé. Cô nghĩ là như vậy. Ừ. Rồi thôi bây giờ chúc hai vợ chồng nha. Qua năm sau bác sĩ sẽ báo tin vui. À, cuối năm sau giống như cặp vợ chồng đầu tiên, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng thật là đáng yêu. Trai gái gì cũng được hết. Đúng rồi. À, khỏe mạnh, đủ đầy, xinh trai xinh gái, giỏi giang giống như cha mẹ nha, đến với gia đình của các con. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Thuận. Dạ.